lăn xuống nó nhanh hơn. Đường đi qua Sứ Vàng á, đi đường này nè, à, còn đường này á là đi qua suốt hồ Sà Chét, à, đi ngược lại là hồ Sứ Vàng, đi vô các nhà ở đây nữa. Trong này người ta khai quang hết rồi, xoài gì đốn bỏ hết rồi. Từ từ chỗ này rồi bị khai quang hết. Cái này là cái dốc đá đầu voi đó, giờ bắt đầu là làm hàng rào chắn hết rồi. Chỗ này rất là chắc hết lên được ở trên này luôn. Cái chỗ vách đá đầu voi này, cái chỗ vị trí này cũng đẹp. Bé này mặc áo bò ba. Lăn xuống nó nhanh hơn. nằm ngang cái nó lăn, tự nó lăn xuống. Nhanh ông tự.
đá nó tự nhiên nó nứt, nó rớt xuống, con thấy có một cục bự ở dưới này, nãy có thấy không? Đó, nó mấy cái chỗ mẻ mẻ đó, đó là lâu lâu cái tự nó nứt, cái nó rớt xuống có một cục nằm ở đâu ở đây nè, mình thấy nhỏ như chứ nó rớt xuống bự. Đổ xoài cũng hết rồi, xoài cổ thụ không á. Chỗ này từ từ người ta dọn ba cây xoài này trống trơn hết rồi. Đó, đó là cây, mấy cây xoài người ta đốn bỏ rồi. Khúc này là nó ra giáp với cái đường bờ đập Hồ Sờ Chét à, ngay chỗ này là ngã tư rồi. Ngã tư Hồ Sờ Chét với đường vô rừng núi. Đường này là đường Hồ Sờ Chét. Đường này là đường ở dưới chân hồ. Đây là con nhộng khoai tầng. Khoai tầng. Đó, đang nhổ khoai tầng đó. Mì bây giờ được 6.000, hào khoai môn thì được 8.000, hào khoai từ chắc cũng giá chót cũng được 6.000, 6-7.000 vậy. Thì khoai từ người ta trồng lâu hơn. Mấy cây này cây trăm không á? Bởi cây này trái nó nhỏ đây nè, con hái đây nè. Có cái nhánh này có con chùm nở trái này nó hơi nhỏ à, ở dưới đường á người ta bán ở dưới đường á à, người ta bán ở dưới trái bự 4-5 ngàn vậy, ở 4-50 ngàn vậy con trái. Tụi con ở đâu vô vậy? À, 1 ký chứ. Cà Mau hả? Ờ à, tưởng đâu Cà Mau, nó Cà Mau lên tới đây cũng xa dữ. Không, cái cây này hình như là không thấy chủ nó hái. Tại vì trái nó nhỏ đó, trái nó nhỏ quá nó đâu có mua bán gì được. Đó, chủ thà là nói chơi phải không? Cái này nó ra bông non nữa nè, nó chưa có ra trái nữa. Mà cái cây này trái nhỏ, cây này khách người ta đi chơi ở đây người ta hái. Hái chơi vậy chứ không thấy chủ nó hái bán. Tại trái nhỏ quá nó bán không có được. Ủa Cần Thơ mà bữa nay thứ sáu bộ. Bộ không làm gì sao đi vô đây. Ủa nghỉ. Lâu lâu làm hoài như vậy chú ơi. Này dân Cần Thơ xuống cấp trăm người ta nè bà con. Hai đứa nó đi mua nửa ký trăm ăn, tụi nó nói
ăn cắp gì mới vui mà ăn ngon nữa. ăn cắp lúc nào cũng ăn ngon lắm đó bà con. Đó, mấy cây bự bự như nè, mấy cây nào mà có dáng này nọ nó mua một cây, cây là mười mấy hai chục triệu á, mà nó chở ra tới ngoài là hỏi nó là nó bán tới 300-400 triệu á. Tiền công đào, công chở đủ thứ công trong đó hết. Cái cây thì nó không bao nhiêu nhưng mà cái công nó nhiều, chở từ đây đi cũng phải có, chắc cũng phải có fan với kiểm lâm hay gì mới chở được chứ khơi khơi làm gì chở. Một chiếc xe tải mà loại bự chở được có 1-2 cây chứ có nhiêu đâu à. Cái này tụi nó chở thường là về mấy cái khu du lịch hay gì rằng nó bán. Mấy cái biệt thự, mấy cái danh thự của mấy sếp rồi mới dám trồng ba cái này. Cái suối này nó chảy từ trên núi xuống. Bữa nay cậu còn cả tháng nữa chứ. Nè mấy cái non này nè. Bông nó ra cứ liên tục liên tục. Thằng này cây này nó hình như là cây nho. Biết rồi nhưng mà nó hình như là cây nho rừng ha. Là cây giang đó, cây gì giang đó. Trên nó có cái tổ gì vậy? Tổ chắc tổ chim mới chứ coi. Cây chở khoai. Nếu tụi